Hello, xin chào mọi người. Nếu bạn nào vào học rồi thì chúng ta có thể comment cho cô nhé mọi người nha. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta đề thi thử vào 10 của quận Hà Đông, Hà Nội nhé. Đề thi thử này thì thi vào năm 2024 nha mọi người. Hello, xin chào các bạn. Nếu như bạn nào vào học rồi thì nhớ comment cho cô nhé mọi người nhé. Và chúng ta biết các bạn nào của mình cần học ôn thi vào 10 thì hãy giúp cô tag các bạn của mình vào nhé mọi người. Hello, xin chào mọi người. Ok, đã bạn nào vào học rồi mọi người nhỉ? Để cô đọc comment của mọi người nha. Hello Linh này, rồi hiện nay mới thấy có Linh này. Rồi, có bạn nào nữa nào? Rồi, ok, rồi cô đã thấy rồi, có Thùy Linh này, có Ngọc Thịnh này, rồi hello, xin chào mọi người. Rồi, 1-2 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhá mọi người nhá. Hello, hello, xin chào mọi người. Rồi, hello Bích Trâm này, rồi hello em. Hello, xin chào mọi người nha. Hello Việt Anh, rồi hello em, xin chào em. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Nào mọi người sẽ nhìn cho cô câu 1 ở đây, chúng ta sẽ chọn được đáp án gì? Chúng ta sẽ có ở đây là về sắp xếp lại câu thì các em sẽ có ở đây là người đàn ông cao tuổi thì chúng ta sẽ hiểu chính là ông lão, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây trong 4 đáp án thì đều là the old man nhá. Thế tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong câu này của các em thì chúng mình đã nhìn thấy có động từ ở đây là đang làm việc. Đó, đang làm việc ở nhà máy. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là các vế đằng sau này giống hệt, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án đúng hay sai là sẽ dựa vào cái vế giữa này nhá. Thì câu này của chúng ta là gì? Ông lão mà xe ô tô của ông ấy tôi mượn hôm qua thì ông ấy đang làm việc ở trong nhà máy này. Đó, ok chưa? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ chọn được đáp án gì nào? Ở trong kiến thức này của chúng ta thì các em nhìn thấy ở đây là car, đúng không? Car này, và sở hữu ở phía trước ở đây là the old man nhá. Đó, và liên quan đến sở hữu này thì các em sẽ sử dụng đại từ quan hệ sở hữu. Đó là câu 1 này chúng mình sẽ chọn được đáp án gì? Xin mời đáp án của các em nha. Bạn nào yêu mến cô thì các bạn có thể thả tim cho cô nhá. Và nhớ là chia sẻ về từng cá nhân của mình giúp cô nha. Rồi Bích Trâm mới đổi tên à? Rồi, ok. Rồi Hà Phương này. Cô đang nhìn thấy các em đang chọn đáp án C này. Hà Phương và Phương Linh đang chọn đáp án C đúng không? Rồi, Oanh Nguyễn đang chọn đáp án C, Quang Minh đang chọn C này. Ok, rồi. Thế thì chúng mình sẽ chọn được đáp án ở đây là đáp án C nhá. Rồi. Ok. Ok, chính xác nhá. Nào, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là whose car. Các bạn ơi, các bạn chúng mình đều là 2K9 đúng không? Bây giờ nhá, hiện nay thì cô đang có khóa học cấp tốc ôn thi vào 10. Đấy, nếu mà 2K9 mà chúng ta cần ôn thi cấp tốc thì chúng ta hãy inbox về fanpage tiếng Anh Thu Oanh nhá, mọi người nhá, để nhận tư vấn nhá. Thank you mọi người nhá. Còn ngoài ra nếu như em nào mà chúng ta là học sinh 2K10 nhá. Ừ, đấy, các em học sinh khóa sau thì bây giờ chúng ta có thể đăng ký ở trên fanpage để nhận tư vấn chương trình ôn thi rồi nhá mọi người nhá.
Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Câu số 2 này là câu ước. Thì đối với câu ước thì chúng ta sẽ phải lùi thì đúng không? Chủ ngữ 1 đi với wish. Và chủ ngữ số 2 động từ của các em sẽ lùi thì. Thế thì bây giờ lùi thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào? Ok bạn Sơn, rồi ok. Hello em. Nào chúng ta nhìn thấy câu ước đúng không? Câu ước lùi thì bây giờ chúng ta nhìn bốn đáp án này. Is lying này, can này là sai đúng không? Sau would này thì sẽ phải verb nguyên thể. Đây là đáp án của chúng ta trong câu này, đó chính là đáp án C của câu số 2 nhá. Câu số 2 chúng ta nhìn thấy dấu hiệu của now thì gốc sẽ là hiện tại tiếp diễn và chúng ta sẽ lùi thì thành quá khứ tiếp diễn, đó chính là were lying. Ở câu 2 chọn C. Học đến mấy giờ cô ạ? Rồi hôm nay cô cũng có một chút việc bận, thế nên là hôm nay thì cô sẽ cố gắng chữa đề này nhanh nhất có thể nhá. Nên là hôm nay cô sẽ chữa chúng ta đến khoảng 22 giờ 10 hoặc là 22 giờ 20 nhá mọi người nhá. Nào tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Câu 3 nhá, câu 3 này của chúng mình sẽ là gì? Họ nói rằng là họ sẽ ghé thăm ông bà của họ vào tuần sau tới, đúng không? Thế thì đối với câu này chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây là câu gián tiếp. Và câu gián tiếp này thì chúng ta sẽ cần hiểu là chủ ngữ đổi ngôi, động từ lùi thì và thay đổi từ chỉ dấu hiệu. Thế trong câu này em nhìn thấy ở đây là có the following week này, the following week, the following week. Cái chỗ này là có in, chỗ này là sai này. Đấy, rồi tiếp theo, wow, ở đây chưa lùi thì là sai này, would mà lại có visited là sai. Thế thì đáp án em đã nhìn thấy chưa nhỉ? Rồi ok, Ngân Phan này, bạn Hà Phương này, bạn Canh này. Rồi ok em, thì chúng mình sẽ chọn được đáp án đây nhá. Rồi chính xác. Nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4 nào. Câu 4 của chúng ta thì đây chính là câu đề xuất. Và đề xuất là gì? Được đề xuất rằng là chuyến đi sẽ phải hủy bởi vì do thời tiết xấu. Thì các em sẽ có kiến thức ở đây là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có kiến thức ở đây là it is suggested that nhá. Rồi đằng sau chúng ta sẽ là chủ ngữ động từ tân ngữ này. Nó được đề xuất rằng đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là tất cả ở đây là it is suggested that. Còn chỗ này bị sai nhá. À, tiếp theo ở đây cô bảo là chúng ta sẽ cần phải là một mệnh đề đúng không? Một mệnh đề SVO. Thế khi mà chúng ta là một mệnh đề thì chúng ta không thể sử dụng là chủ ngữ đi với verb như thế này được thì sai này. Chuyến đi sẽ bị hủy đúng không? Không thể dùng be như thế này sau chủ ngữ ngay được. Có phải không nhỉ? Hay là như thế nào? Rồi câu này rất là hay. Ok. Nào được đề xuất rằng ai đó nên làm gì đây? Bây giờ cô sẽ cho chúng ta chọn đáp án nhá. Câu này cô nghĩ câu này rất là hay. câu này dễ bị lừa nhá, câu này dễ bị sai này. Wow. Câu này cô nghĩ câu này khá là hay. Rồi, thế câu này sẽ phải viết thêm chúng ta một cấu trúc khác nha. Một cấu trúc khác là sau suggest the task thì chúng ta sẽ là chủ ngữ đi với should verb. Tức là đề này là sẽ hỏi chúng ta là gì sau. Đây nhá, thì cô sẽ viết thêm cho chúng mình ở đây. Đây, chúng ta sẽ có là sau should thì chúng ta sẽ là động từ đi nguyên thể nhá. Đấy, rồi, thế này phải viết thêm chỗ này nữa. Và chúng ta được phép lược bỏ should nhá. Mọi người được phép lược bỏ should. Thế thì khi mà được phép lược bỏ should thì động từ của chúng ta được phép ở dạng nguyên thể. Có nghĩa là cái câu này ở đây nó sẽ là the trip should be cancelled. Đấy, đề này khó thế đúng không? Thế mọi người lưu ý câu này nhá. Lưu ý câu này và câu này sẽ là đáp án đúng là đáp án B. Đó, rồi, cô thấy câu này đề cũng rất là hay nhá mọi người nhá. Ok, đề rất là hay đúng không? Rất ok đấy. Nguyễn Thành luôn, lâu rồi mới vô lại live cô ấy. Hello, hello em. Rồi, ok mọi người thấy câu số 4 này cũng rất là đáng để học đúng không? Rồi. Tiếp theo nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5 nhá. Câu số 5 nào. Lần này thì cô sẽ dành nhiều thời gian cho chúng mình ôn thi nhá. Ôn thi vào 10, ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Đấy. Ok, hôm nay là dành cho các em ôn thi vào 10 nhá. Còn từ giờ đến cuối tuần thì các lịch cô sẽ báo ở trên fanpage nhá. Nào tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu số 5. Cố lên nhá, hôm nay nói chuyện hơi nhiều nhưng mà hôm nay cô sẽ sau lúc 10 rưỡi cô lại có một chút việc cần phải học. Thế nên là sẽ phải chữa nhanh một chút. Nào câu này ở đây là gì? Children are allowed to have a voice in decision making in a family. Là các em nhỏ thì được phép là sẽ như thế nào? Có tiếng nói đúng không? Trong việc đưa ra quyết định trong gia đình. Chúng tôi rất là vui về điều này. Thế thì chúng ta sẽ hiểu ở đây từ that này là sẽ thay thế cho hết một mệnh đề ở phía trước. Đấy, rất vui vì sau đó đúng không? Thế thì trong câu này chúng ta sẽ áp dụng kiến thức
số bài số 6 nếu mà theo như sách hiện nay của nhiều em học. Thì kiến thức ở trong câu này của chúng ta sẽ là chủ ngữ này, sau đấy chúng ta sẽ đi với to be cộng với tính từ và chúng ta sẽ đi với that cộng với một mệnh đề nhá mọi người nhá. Ừ đấy. Thế còn khi mà about như thế này thì chúng ta không thể dùng are allowed như thế này được. Còn tiếp theo đây thì câu này nghe có vẻ khá là phù hợp rồi này. Còn ở đây có that, that thì chủ ngữ này, chủ ngữ thì phải đi với to be, ở đây là được phép nhá. À, tiếp theo này là nó rất là, chúng tôi rất là vui. Chúng tôi rất là vui cho những đứa trẻ được phép. Chúng tôi rất là vui rằng những đứa trẻ được phép. Ok, câu này chúng ta sẽ chọn để đáp án B nhá. Ok Oanh nhá, đúng rồi, em sẽ chọn đáp án B cho cô. Còn thế thì cô sẽ phải nói vì sao chúng ta không chọn đáp án D nhỉ? Nếu mà chúng ta mà chọn đáp án D nhá, nếu mà chúng mình sử dụng for somebody thì chúng ta sẽ thường phải như thế này cô. Tức là chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ giả đi với to be và chúng ta sẽ cộng với tính từ rồi đi với for somebody to verb nhá. Nó như thế nào đối với ai để làm gì? Tức là các em sẽ cần phải sử dụng chủ ngữ giả ít cho cô, được không? Ok, ok mọi người. Đó nhá, thì cô đã giải thích cho chúng ta vì sao chúng ta không chọn đáp án D, tại vì đây là chủ ngữ thực. Đó. Nào tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang câu số 6. Câu số 6 là I cannot send her the invitation because I don't know her address. Là tôi không thể gửi cho cô ấy tấm thiệp được bởi vì tôi không biết địa chỉ của cô ấy. Thế thì các em sẽ hiểu ở đây là gì đây? Nếu mà tôi biết địa chỉ của cô ấy thì tôi sẽ có thể gửi tấm thiệp cho cô ấy rồi đúng không? Đấy, thì các em sẽ thấy ở đây là chúng mình sẽ viết lại bởi câu điều kiện thì chúng ta sẽ viết của cái vế bởi vì nhá. Thì em sẽ phải hiểu là nếu mà tôi biết, tức là ở đây là hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải lùi gì thành quá khứ. Và quá khứ ở đây của chúng ta sẽ là new nhá. Nếu mà tôi biết địa chỉ của cô ấy thì tôi có thể gửi cho cô ấy cái tấm thiệp. Ok, chính xác, ok, tủ đâu? Hello, hello học trò lớp live của cô rồi. Tên ấn tượng này là cô nhớ luôn ấy. Ok, ok, rồi Việt Anh em phải chọn đáp án B nhá, Linh Nhi, ok, đúng rồi. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Tôi đã từng dành rất nhiều thời gian rảnh để mà lướt net, đúng không? Thế em sẽ hiểu là đã từng làm gì ở quá khứ thì hiện nay không còn làm nữa. Thì chúng ta sẽ áp dụng cấu trúc là chủ ngữ đi với no longer. Và chúng mình sẽ đi với verb nhá. Tôi không còn dành nhiều thời gian đối với việc lướt internet. Ok, chốt đàn C. Ok, rồi tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 8 nào. Snowboarding là trượt ván, trượt tuyết thì nguy hiểm hơn so với việc chơi tennis. Thì các em sẽ hiểu là chơi tennis thì không nguy hiểm bằng đúng không? Các em áp dụng cấu trúc so sánh bằng cô nào. Tennis thì không, đây to be thì không thể sử dụng daily được. Không nguy hiểm bằng snowboarding, nghe có vẻ hơi hợp lý rồi nhá. Để tiếp nào. Tennis thì nguy hiểm như là sai này. Cái này mà cái này cũng sai luôn. Rồi. Thì thế thì từ đấy câu 8 này chúng mình sẽ chọn được đáp án là đáp án B nhá. Các em sẽ hiểu ở đây là so sánh hơn thì sẽ việc viết lại là không bằng. Tennis không nguy hiểm bằng snowboarding. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9 nào. Câu 9 của chúng ta đối với phần tình huống giao tiếp. In the past, marriages used to be arranged by parents. Là ngày xưa thì hôn nhân được sắp xếp bởi cha mẹ. Ok, thế thì các em nghe thấy điều đấy thì các em sẽ đáp lại như thế nào theo các em? Nào, chúng ta nghe thấy như thế thì chúng ta sẽ đáp lại là gì? Really, I can't imagine that. Thật sao mình không thể tưởng tượng được điều đó? Chúng ta sẽ chọn đáp án C nha. Ok, Phương Linh này. Ok, rồi. Tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang câu 10 nè. Do you mind if I borrow your dictionary? Bạn có phiền nếu mà mình mượn từ điển của bạn hay không? Thế bạn có phiền không nè? Thế bạn có phiền nếu mình mượn từ điển? Thì mình sẽ thường trả lời là mình không phiền đúng không? Đối với câu hỏi là do you mind if thì các em hãy nghiêng sang đáp án có no nhé. Và sau đấy chúng ta dịch ok thì chúng ta khoanh. Không, không phiền đâu. Here it is. Đây, từ điển đây, mượn đi. Đó, chọn C. Tiếp theo chúng ta chuyển sang 11 clauses từ đồng nghĩa nhé. Từ đồng nghĩa là máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút. Làm ơn hãy ngồi nguyên tại chỗ cho đến tận tận khi mà máy bay dừng hẳn. Stand still là dừng hẳn ở bên ngoài the terminal building, ở bên ngoài sân ga. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có từ touchdown. Touchdown là hạ cánh nhá. Hạ cánh, cái này chúng ta đi máy bay nhiều chúng ta sẽ thấy các anh chị tiếp viên hàng không nói những cái câu này nhiều rồi đúng không? Đấy, rồi.
Thế thì chúng ta có từ hạ cánh này, từ đồng nghĩa ở đây số 11 chúng mình sẽ chọn được đáp án A nhá, là từ land. Ok, land chính là hạ cánh. Còn các từ khác, arise là phát sinh này, float là trôi nổi ở trên mặt nước, ví dụ như vậy. Còn take off là cất cánh. Tiếp theo nào, chúng ta có từ face to face socializing is not as preferred as virtual socializing among the young. Là cái việc socializing là việc kết giao, gặp gỡ, mà face to face có nghĩa là gặp mặt trực tiếp, đúng không? Đây, từ này gặp trực tiếp, gặp mặt trực tiếp, xã giao trực tiếp ngoài đời, gặp mặt thì không được ưa chuộng bằng cái việc mà giao lưu với nhau ở trên online virtual. Đấy, trong số giới trẻ. Ừ, thế thì bây giờ từ đấy chúng ta sẽ chọn được đáp án câu 12 sẽ là đáp án D nhá, là từ direct face to face, nó trực tiếp. Ok chưa? Còn các từ khác nhá, mọi người đừng nhầm nhá, câu 12 có đáp án đây, facial là thuộc về gương mặt nhá, chúng ta không chọn. Instant là ngay lập tức. Available là có sẵn. Nào, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các câu ngắn khác nhá, 18 nhá. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ xong nhanh hơn một chút nhá. Là cô sẽ chữa nhanh một chút. Câu 18, 19 nào, phần pronunciation về phần phát âm. Câu 18 nào, chúng ta sẽ cho cô đáp án của câu này sẽ là đáp án gì? Chúng ta sẽ thấy gạch chân bấm ơ đúng không? Các em có đáp án A ở đây, chúng mình sẽ được đọc là variety, là sự đa dạng này. Tiếp theo đáp án B là ability, là khả năng, dialect là phương ngữ, tiếng địa phương ấy. Còn đáp án D của chúng ta là accent. Accent là giọng, giọng vùng miền, giọng Anh, giọng Úc. Đấy, kiểu vậy. Thì chúng mình sẽ chọn được đáp án là đáp án D nhá. Ok, Việt Anh và bạn Đức Canh, đúng rồi em. Rồi, bạn Nhật, đúng rồi em. Nào, đợi. À, hiểu rồi thì cho cô xin một team nhá. Cô rất là thích mọi người follow fanpage này đúng không? Để sau đấy là mọi người tương tác với phần live trực tiếp của cô nhá. Mọi người, cảm ơn các em. Sao? Nào, sang câu 19. Câu 19 của chúng ta này, đối với âm ED nào, ED bây giờ sẽ như thế nào? Đối với âm vô thanh experienced, từ trải qua gì đó này. Âm CE nhớ đọc là âm sờ nhá, nên là nó sẽ là vô thanh này, launched. Đấy, âm này là ch, thì chúng ta sẽ là tiếp tục nào, mà chúng ta sẽ có là increased, là tăng này, và chúng ta sẽ có tận cùng bằng tờ đúng không, thì em sẽ được đọc là ợt này, floated, nên là đáp án D nhá, 19D. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần this correction, tìm lỗi sai sửa lại cho đúng nào. Câu 20 nào, câu 20 của chúng ta là Sarah tự hỏi là liệu rằng có nên tham gia vào cái buổi hội thảo kỹ năng sống vào cái tuần đó hay không? 20 nhỉ? Ok, bạn Tủ chọn đáp án B. Rồi, ok. Thế thì em sẽ hiểu cô nhá. Đối với từ là chủ ngữ này, sau đấy chúng ta đi với từ ask này, hoặc là từ wondered, tự hỏi này. Đấy, đó thì khi mà chúng ta mà muốn sử dụng to verb thì chúng ta không được phép sử dụng từ if nhá, mà chúng ta sẽ phải sử dụng sang là từ whether to verb, có nghĩa là liệu rằng hay không. Thì mọi người nhớ là kiến thức to verb thì chúng ta sẽ phải sử dụng sang là từ whether nha, chứ không phải là từ if. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 21. Câu 21 là giọng nói của cô ấy là rất là run, đúng không? Mặc dù tất cả những nỗ lực của cô ấy để có thể kiểm soát, là có nhiều người là sẽ kiểu nói giọng bị run đấy, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có từ mặc dù nhá. Ok Oanh, rồi Phương Thanh, bạn Canh, đúng rồi, em sẽ chọn đáp án A nhá. Mặc dù đằng sau của chúng mình là một cụm danh từ, thế nên là chúng ta sẽ cần sửa lại cho cô ở đây là từ despite. Ok, chính xác. Chúng ta sẽ không có từ despite of nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang câu 22. Câu 22 là Harrison's greatest attribute là cái này gọi là attribute, chúng ta sẽ hiểu là nét đặc trưng, tính cách tuyệt vời nhất của Harrison, đó chính là cái khả năng, năng lực của anh ấy khi mà làm việc dưới áp lực cao nhá. Làm việc dưới áp lực đấy thì chúng ta sẽ có work gì nào? Work under pressure nhá. Câu 22 chúng ta sẽ chọn được đáp án cho cô là đáp án A. Work under pressure. Nếu như mà chúng ta có đề nào hay á, mà chúng ta có file PDF nhá, hoặc là file Word nhá, thì mọi người hãy gửi về fanpage cô Thu Anh nhá, để cô sẽ chữa cho chúng mình nhá. Còn nếu mà đề nào của chúng ta mà ở dạng ảnh hơi sâu xấu một chút thì sẽ không được ưu tiên bằng cái bản nào chúng ta có bản PDF hoặc Word nhá, thì mọi người gửi về cho cô nhá. Cô thấy đề hay cập nhật thì cô sẽ chữa cho các em nhá.
Chúng ta sẽ hiểu ở đây là từ này là từ chịu áp lực cao, chịu áp lực được đúng không? Under pressure. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 23 nào. Câu 23 nhá. Là her children, là con cái của cô ấy là được đưa ra ngoài ăn tối là khoảng 2 tuần. À, đúng không? À, không được đưa ra ngoài ăn tối khoảng 2 tuần rồi. Thế thì các em sẽ có là gì? Nếu mà đưa ai ra ngoài ăn thì chúng ta sẽ có là take somebody out to somewhere, đúng không? Là take somebody to somewhere. Nghĩa là đưa ai đến đâu. Và bây giờ lúc này chúng ta sẽ thấy là đằng sau từ take thì chúng ta không thể có tân ngữ, có nghĩa là câu này sẽ là câu bị động. Câu bị động nữa này, và chúng ta có for cộng với khoảng thời gian thì chúng ta sẽ chia hiện tại hoàn thành bị động nhé. Nên câu này chúng ta sẽ chọn được 23 sẽ là đáp án A. Ok rồi, haven't been taken. Ok, chính xác. Nào, tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang câu 24 nhé. Câu 24 của các em là she can't buy that book. Cô ấy không thể mua cuốn sách đó bởi vì cô ấy có rất ít tiền, không mua được, đúng không? Không thể mua được bởi vì có ít tiền. Thế thì các em có ở đây là không thể mua bởi vì có ít tiền. Đây thì từ này của chúng ta là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được bởi vì có ít tiền nên là các em sẽ chọn được đáp án là đáp án B nhá. Little là đi với danh từ không đếm được, mang nghĩa là hầu như không hoặc là rất ít. Còn có nhiều tiền thì bị sai về nghĩa này. Còn much và many đều mang nghĩa là nhiều, sai nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 25 nè. Câu 25 của chúng mình đây, các em nhìn thấy có từ nobody. Nobody ở đây là đại từ bất định, chỉ người. Và chỉ người này thì chúng mình sẽ cần hiểu là chúng ta sẽ cần sử dụng là chính là từ they nhá. Đó, các em sẽ cần sử dụng từ they. Và trong câu này, ở đây thì các em nhìn thấy là có từ when ở đây là động từ thường ở quá khứ. Nên là chúng ta sẽ phải sử dụng nó chính là từ does. Đó, để các em sẽ chọn đến đáp án A nhá. Tại vì nobody ở đây đã mang nghĩa phủ định rồi thì đằng sau của chúng ta sẽ là khẳng định, là 25 chọn A. Ok, Linh Nhi nhá. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 26. Câu 26 là anh ấy trở nên ngại ngùng khi mà a journalist, là nhà báo, hỏi anh ta một vài câu hỏi về đời sống riêng tư. Thế thì sau từ became các em sẽ đi với một tính từ nhá. Và tính từ của các em thì chúng ta sẽ hiểu là liên quan đến về mặt cảm xúc, là bị ngại do hoàn cảnh ở bên ngoài tác động. Thì câu 26 này chúng ta sẽ chọn được đáp án C nhá. Ok rồi, ok Oanh nhá. Thì em sẽ hiểu ở đây cho cô là ED ở đây là tính từ chỉ cảm xúc này, chúng ta sẽ dùng ED này, anh ta bị ngại này. Đó, ok. Nào, tiếp theo sang câu 27. Khi mà chúng tôi đến cinema, là đến rạp chiếu phim thì bộ phim đã chiếu trước đó rồi đúng không? Thì chúng mình sẽ hiểu là đây là một hành động ở quá khứ và bộ phim chiếu trước đó rồi, là hành động còn trước cả quá khứ nữa, thì chúng ta sẽ cần chia ở quá khứ hoàn thành nhá. Đặc biệt hơn là trong câu này là còn có dấu hiệu là already cho các em nữa. Đó là câu 27 này chúng ta sẽ cần chọn cho cô đáp án C. Và câu này nhiều bạn bị lừa ghê nhở. Câu này nhiều em là cứ hành động xen vào một hành động đã khác đang xảy ra đúng không? Nhưng mà đây không phải nhá. Đây không phải là cùng một thời điểm nhá. Mà đây là bộ phim nó đã chiếu bắt đầu rồi. Thì nó sẽ là hành động xảy ra trước cả quá khứ thì sẽ là quá khứ hoàn thành nha em. Nên là chúng ta sẽ cần chọn đáp án C. Nào, tiếp theo sang 28. 28 là The Towers of the Mỹ Sơn Sanctuary, là thánh địa, các cái tháp của thánh địa Mỹ Sơn là gì đây? Là các cái công trình mà có ý nghĩa quan trọng nhất của nền văn minh Mỹ Sơn. Trong câu này của chúng ta thì các em sẽ thấy ở đây là các tháp của khu thánh địa Mỹ Sơn đúng không? Thì nó sẽ là một trong số những công trình nhá. Là những công trình thì từ nào ở trong các đáp án ở đây của chúng ta là từ công trình nào? Ok, em tủ nhá. Rồi chúng ta sẽ chọn đáp án A, từ structures là các công trình. Còn plans ở đây là các kế hoạch này, arrangements là những sự sắp xếp, và apartments là các căn hộ. Đó, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 29. Câu 29 này bạn Chiến đang chọn đáp án đây này. Đây em sẽ thấy ở đây là gì? Em có nhìn thấy, em có xem bộ phim 3D mới ở rạp chiếu phim Megastars chưa? Yes. Tôi xem rồi. Nó better than good, có nghĩa là trên cả tuyệt vời, có nghĩa là rất là tuyệt vời. Thế thì đây chúng ta sẽ hiểu đây là một câu khen nhá. Một câu khen thì chúng ta sẽ là out of this world, chính là wonderful, hoặc là larger than life, đây có nghĩa là rất tuyệt vời nhá.
Rồi. Còn cái đàn khác này, once in a blue moon thì chúng ta sẽ hiểu là từ này có nghĩa là hiện tượng trăng xanh nhá, rất là hiếm. Còn over the moon thì chúng ta sẽ hiểu là rất vui nhá, happy á. Còn the sky's the limit có nghĩa là không có gì không thể. Như là đây, bầu trời là giới hạn, và bầu trời thì không thể giới hạn được đúng không? Thì các em sẽ hiểu câu này là không có gì là không thể, tức là mọi thứ đều có thể. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang 30 nào. Câu 30 của chúng ta là anh ta sẽ đưa chúng tôi đến thị trấn. Tới thị trấn thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là hết một câu rồi. Và đằng sau của các em thì các em sẽ thấy là chủ ngữ này. Tiếp theo, conceal là động từ và old chambers là tân ngữ. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy ở đằng sau nó đã có đầy đủ một mệnh đề rồi, thì chúng ta sẽ thấy là thiếu đại từ quan hệ đóng vai trò là trạng từ chỉ nơi trốn ở trong câu này nhá. Là nơi mà chúng tôi có thể chiêm ngưỡng hoặc là thấy được những cái ngôi đền cổ, những ngôi đền cũ. Thì câu 30 này chúng mình sẽ chọn đáp án đây. Sao cô thể có em chọn đúng hay sao em lỡ xóa đi nhỉ? Cô đã định đọc comment của em đấy. Chúng ta sẽ chọn đến đáp án ở đây, đó chính là đáp án C nhá, là từ where. Ok Linh Nhi nhá. Rồi Oanh, đúng rồi, em có thể có một bạn ở comment phía trên đúng không, hay là nó bị lag nhỉ? Nào câu số 31. Câu 31 ở đây của chúng ta là gì? Cảnh sát thì có tìm thấy người mà đã lấy trộm xe đạp của bạn không? Thì bây giờ của các em sẽ có là khi mà chúng ta có một mệnh đề quan hệ mà giúp làm rõ nghĩa cho cái danh từ phía trước, thì giúp xác định cho danh từ phía trước, nên là chúng ta sẽ là the cộng với danh từ đi với một mệnh đề quan hệ đằng sau nhá. Đấy. Thế còn cảnh sát ở đây chúng ta sẽ hiểu là xác định được, tại vì kể lại ở đây là cảnh sát đã tìm thấy người mà đã ăn trộm xe đạp của bạn chưa. Để chúng ta sẽ chọn đáp án đi nhá các em. Ok, rồi tiếp theo nào. Và chúng ta sẽ chuyển sang cô về phần opposite, từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa của câu số 37. Câu 37 này, Alison là một kế toán, cô ấy thường cảm thấy depressed là buồn, buồn chán. Và các hôm thứ hai bởi vì là không ngủ đủ giấc vào các dịp cuối tuần. Thế thì các em hiểu ở đây là buồn thì sẽ trái với gì nào? Rồi ok Quang Minh, thì chúng ta sẽ chọn được đáp án D nhá. Ở đây là cheerful là rất vui. Còn các đàn khác này chúng ta có từ glum, mà từ này cũng là buồn nhá, ủ rũ, buồn. Understanding, thấu hiểu, unhappy, không vui là từ đồng nghĩa rồi, chúng ta đang chọn từ trái nghĩa nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 38. Câu 38 này, flu là cảm cúm, là một trong số những cái căn bệnh phổ biến, common là phổ biến. Thì phổ biến này thì chúng ta sẽ trái với gì nào? Ok, Chiến và Quang Minh này, chúng ta sẽ chọn đáp án C nhá. Rare là hiếm gặp trên cuộc đời này. Rồi ordinary là thông thường. Usual là thường xuyên, universal là phổ biến. Ok, nào tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần primary stress, nhấn trọng âm. Nhấn trọng âm của câu 39. Câu 39 của chúng ta là từ có 3 và 4 âm tiết nào. Các em chọn đáp án gì câu 39? Em tưởng từ đồng nghĩa, chúng ta làm từ trái nghĩa nha. Bây giờ cô đã chuyển sang bài nhấn trọng âm rồi. A của chúng ta sẽ được đọc là cognitive đúng không? Cognitive. Cognitive thì chúng ta sẽ nhấn vào âm 1 nhá, âm O này là về mặt nhận thức này. Đây sẽ là âm 1 này. Tiếp theo comfortable, đây là âm A, âm 1 này, thoải mái này. Tiếp theo constraint, âm 1 tập trung này. Và đáp án đi của em ở đây là adolescence. Thì các em sẽ có âm này sẽ là rơi vào âm 3 nhá, đó chính là âm less. Ở đây từ này chính là thanh thiếu niên, nên là từ đấy các em sẽ chọn được đáp án đi của câu 39. Tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 40. Câu 40 này chúng ta có từ happen, đây sẽ rơi vào âm 1 xảy ra này. Tiếp theo các bạn sẽ có từ refuse, đây là âm 2, đây là động từ này. Thật ra cả bốn đáp án định này đều là động từ đấy, và chúng ta sẽ phải dựa vào phần phát âm để chúng ta quyết định được nhấn trọng âm nhé. Decide thì trọng âm sẽ hay nhận vào nguyên âm đôi này, và tiếp theo intend trọng âm sẽ hay nhận vào âm e nhá, âm số 2, có ý định làm gì.
Đây là đáp án của câu 40 này, chúng ta sẽ chọn đến đáp án A. Ok, rồi tiếp theo bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta sang bài tập đọc điền nhé mọi người nhé. Bài đọc điền của chúng ta là bài Air Pollution, bài ô nhiễm không khí. Nào theo dõi nhé. Theo dõi ở đây câu 32 chúng ta sẽ chọn là gì này? Because, therefore, however hay là although? Đây câu này của chúng ta là Air Pollution, ô nhiễm không khí là một cái nguyên nhân của sức khỏe không tốt, sức khỏe kém ở trong con người. Có ở rất nhiều các quốc gia thì có các cái luật để mà hạn chế được cái lượng khí thải mà các nhà máy sản sinh ra. Đấy, .. này không có đủ thông tin về ảnh hưởng của các cái khói vào bầu khí quyển. Nhưng đúng không? Nhưng các bác sĩ đã chứng minh được rằng ô nhiễm là thực sự là gây ra ung thư phổi. Thế thì bây giờ của chúng ta một bên là không có đủ bằng chứng thông tin, nhưng mà một bên là bác sĩ lại đã có thể chứng minh được. Đấy, thế là hai vế này nó tương phản nhau đúng không? Tương phản nhau thì nên là em sẽ chọn đáp án gì nào? Câu 32 nhá. Câu 32 chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây, đó chính là đáp án A. Đó chính là ôn đầu, mặc dù là không có đủ thông tin nhưng mà bác sĩ cho đến nay thì đã chứng minh được rằng là ô nhiễm không khí là gây ra các căn bệnh liên quan đến phổi. Thì gây ra căn bệnh là diseases thì các em có ở đây từ gây ra chúng ta sẽ sử dụng cho cô ở đây, đó chính là từ causes nha, causes đó chính là đáp án đây. Nào tiếp theo và chúng ta sẽ có là gì nào? The gases from the exhaust of cars là các cái khí đến từ các cái khói của các xe ô tô. Đấy thì nó cũng làm gia tăng sự ô nhiễm không khí ở hầu hết các thành phố. The lead in petrol là chì ở trong xăng thì nó sản sinh ra cái khí độc đúng không? Cái khí độc mà nó sẽ thường là có ở trong các cái thành phố tấp nập mà bị bao quanh bởi các cái tòa nhà cao ốc. Đấy, thế thì chúng ta sẽ hiểu ở đây là gì? Chì ở trong xăng nhá, thì nó gây ra khí độc nhá. Thì đây khí chúng ta dùng một tính từ độc ở đây trong câu 34. Câu 34 ở đây chúng ta sẽ chọn được đáp án ở đây, đó chính là đáp án D là từ poisonous. Nào tiếp theo sang câu 35 này. Câu 35 này thì em nào đi thi cũng phải làm được nhé, không em nào không làm được nha. Children này. Rồi, các em nhỏ, những em mà sống ở các cái khu vực mà có nhiều chì ở cái trong bầu khí quyển thì cannot là không thể nghĩ được một cách nhanh, không thể tư duy nhanh được bằng các em nhỏ ở khác và sẽ clumsy, sẽ vụng về khi mà sử dụng tay của chúng. Thế thì chúng ta hiểu ở đây là chúng ta có động từ này, cái từ này là chỉ người này, nên chúng ta sẽ cần sử dụng đại từ quan hệ, đó chính là who đúng không? Để có 35 chọn đáp án D. Rồi, tiếp theo nào. Câu 36 nhá. Câu 36 của các em là there are other long term effects of pollution là có những cái ảnh hưởng về lâu về dài của sự ô nhiễm nếu mà các cái khí này nhá ở trong bầu khí quyển cứ tiếp tục gia tăng. Thì em hiểu là khí đúng không? Những khí này tức là chúng ta đã thấy là có đề cập ở phía trên đúng không, là cái khí độc đấy. Thì các khí này tức là chúng ta sẽ xác định lại nhé này, mọi người sẽ dùng ở đây là the này. Ở trong bầu khí quyển tiếp tục gia tăng thì bầu khí quyển thì khí hậu của trái đất sẽ nóng hơn. A lot of the ice và rất nhiều tảng băng ở gần các cái trọng cực. Đấy, gần trọng cực thì có thể là bị tan chảy và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Đấy nhá. Rồi, ok, được chưa mọi người ơi? Xong chưa? Và cô sẽ để cô xem nha. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn nốt chúng ta bài tập đọc hiểu nữa là xong nhá mọi người nhá. Để chúng ta tập trung và cô sẽ hướng dẫn chúng ta một bài đọc nữa là ok. Bài đọc này của chúng ta này. Đây bây giờ chúng ta có thể theo dõi cái nào sau đây là đúng về sao thủy. Mercury là sao thủy nhá. Thủy, Mercury là thủy ngân đấy. Mercury sẽ sao thủy. Cái nào sau đây là đúng về sao thủy nhưng lại không đúng về ở chỗ mặt trăng hay là sao hỏa? A là valleys là các thung lũng.
là có rất nhiều các cái volcanic rocks là có nhiều đá hả? Nào, tiếp theo đáp án B của chúng ta là không có các núi lửa. Ok, rồi. Volcanoes. Đáp án C của chúng ta ở đây là có các cái khu vực nhiều đồi núi, hilly. Còn đáp án D của chúng ta là các thung lũng thì không có uncrated, là chưa được xử lý nhé. Các thung lũng là không có miệng núi lửa. Ok. Không có núi lửa này hoặc là không được xử lý này. Rồi, thế thì bây giờ của chúng ta nhìn cho cô nhé, trong bài này ở đây nhá. Cái gì sau đây là đúng về Mercury nhưng mà là nó lại không đúng về Moon hoặc là Mars? Đây thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho cô ở trong bài này, bạn nào có đáp án thì có thể comment nha. Đây thì em sẽ thấy là gì, không có bằng chứng đây này, đây. Đây chúng ta sẽ đi từ đây đi. Đấy thì các em sẽ thấy là các cái thung lũng của sao Thủy thì có nhiều các cái đá cũng giống như là ở mặt trăng đúng không? Nhưng bây giờ đang muốn nói là có cái gì không giống cơ. Đấy đúng không? Tuy nhiên là không có bằng chứng về các cái núi lửa, thậm chí là các cái núi lửa mà nó còn không còn hoạt động nữa, extinct ones ở trên trên sao Thủy, có nghĩa là trên sao Thủy thì không có núi lửa nha. Đó. Và không có núi lửa giống như là ở trên sao Hỏa và mặt trăng. Và dĩ nhiên là ở trên trái đất đấy cũng là cũng không có. Đấy thì tóm lại là em sẽ thấy là không có volcanoes ở trên sao Thủy, còn ở Mars, Moon và Earth thì có. Thì chúng ta sẽ có câu 13, sẽ chọn được đáp án B nhá. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 14. Câu 14 là main topic, ý chính của bài này. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ý chính như thế nào? Đáp án A là hành tinh sao Thủy. Đáp án B là mặt trăng của trái đất. Đáp án C là sự quan sát của các hành tinh, và đáp án D là những sự khó khăn của astronomers là nhà chiêm tinh học và nhà thiên văn học. Đấy thì ý chính nào, câu 14 này cô nghĩ là câu này là một câu cũng không khó, tại vì cái này chỉ có 3 đoạn thôi. Bây giờ hỏi ý chính. Đây bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy nhá, có một hành tinh mà rất rất là thu hút và cuốn hút các nhà khoa học chủ yếu, đó chính là bởi vì nó không có bầu khí quyển để mà ngăn chặn cái sự quan sát. Rồi đấy, tuy nhiên thì nó lại không đủ lớn để có được cái sự quan sát thông qua kính viễn vọng một cách chính xác đầy đủ, và sự thực rằng là nó cũng khá là gần mặt trời, thì nên là nó khó đối với các nhà chiêm tinh học. Tuy nhiên, theo các kính viễn vọng của không gian thì nói với chúng ta nhiều hơn về sao Thủy. Tóm lại là cái này muốn nói về sao Thủy nhá, đoạn nào cũng nói về sao Thủy. Đấy, đoạn cuối này của chúng ta đây cũng nói về sao Thủy, nên là cả một bài này của chúng ta đều là về sao Thủy nhá. Nên là các bạn sẽ chọn được đáp án A là Mercury. Biết là các em có comment đáp án không nhỉ? Sao cô không thấy nhỉ? Hay là mọi người đến chỗ này là mọi người get stuck in the middle ấy. Nào bây giờ tiếp nha, chúng ta sẽ còn 15, 16, 17, nốt 3 câu cuối cùng nha. Câu 15. Câu 15 của chúng ta ở đây là gì? Tác giả ngụ ý về Space Telescopes là kính viễn vọng không gian có thể làm tốt hơn so với kính viễn vọng ở dưới mặt đất, làm tốt hơn ở điểm gì nhá. Đấy. Đây bây giờ chúng ta sẽ coi luôn đi. Đó, mọi người coi luôn nhé. Coi kính viễn vọng nằm ở chỗ nào luôn. Không, thì bây giờ chúng ta sẽ đọc cả bốn đáp án này nha mọi người. Đọc cả bốn đáp án này. Là cho thấy các thiên thạch mà tấn công vào sao Thủy. Đáp án B là cho thấy nhiều về hành tinh sao Thủy. Đáp án C là cho thấy các núi lửa ở trên sao Thủy. Cái đáp án cho thấy núi lửa trên sao Thủy là phải loại luôn rồi. Đáp án D là cho thấy cái gì gây ra
cái gì gây ra hoặc là gây ảnh hưởng tới các hệ thống lũng của sao Thủy. Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ là gì nào? Câu này có lẽ chúng mình sẽ chọn được đáp án gì nào? Telescopes. Đây, đây các em có thể nhìn thấy câu này luôn đây. Chúng ta sẽ thấy là tuy nhiên này, các cái kính viễn vọng không gian đúng không, thì cho thấy là nhiều hơn về sao Thủy được. Đó, đúng không? Ừ. Còn mọi người có thể hiểu là phía trên này của chúng ta, tức là cái kính viễn vọng quan sát ở phía dưới ấy, là có thể là nó không đủ, nó cái sao này nó không đủ lớn để quan sát ở phía dưới ấy. Tuy nhiên là kính viễn vọng không gian thì cho chúng ta biết nhiều hơn về Mercury nhá. Thì tóm lại của chúng ta là gì, tức là cái space telescopes, kính viễn vọng space ở trên không gian, trên vũ trụ ấy, thì cho biết nhiều hơn về sao Thủy, nên là câu 15 chúng ta sẽ chọn được đáp án là đáp án B nhá. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 16. Câu 16 ở đây là gì? Chúng ta có thể suy luận ra điều gì khi mà astronomers, là các nhà thiên văn học, thì vẫn cần có thêm sự quan sát về sao Thủy chi tiết hơn. Đáp án A là có nhiều cách để mà chứng minh các cái giả thuyết. Đáp án B là có nhiều các giả thuyết hơn. Và đáp án C là các kính viễn vọng vũ trụ lớn hơn. Và đáp án D là các kính viễn vọng vũ trụ tốt hơn và nhiều hơn. Đấy. Thế thì trong câu này của chúng ta sẽ là gì nào? Thì câu này chúng ta có thể nhìn thấy ở chỗ này cho cô, ở đây là nhiều các cái bức ảnh tốt hơn về sao Thủy là vẫn cần được chứng minh ở hiện nay. Đấy, thế thì bây giờ của chúng ta đấy, thì các em sẽ hiểu là chúng ta sẽ dựa vào phần này đúng không? Tức là bây giờ vẫn sẽ cần phải nghiên cứu nhiều hơn về sao Thủy, vẫn cần phải quan sát nhiều hơn. Thì từ đấy là chúng ta sẽ thấy là mà muốn quan sát nhiều hơn về sao Thủy đúng không, cần phải có nhiều ảnh hơn đúng không, thì sẽ dựa vào space telescopes, là sẽ dựa vào kính viễn vọng không gian. Nên là chúng ta sẽ chọn được đáp án D nhá, là better and more space telescopes. Tại vì quan sát trên sao Thủy thì sẽ chủ yếu dựa vào space telescopes và cần phải có more and better photos, nhiều ảnh đẹp hơn, thì tức là cần cái kính viễn vọng trên không gian. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 17 nhá, câu cuối cùng là tại sao mà Mercury, tại sao mà sao Thủy thì vẫn thu hút được các nhà khoa học. Đáp án A là nó quá là gần so với mặt trời. Đáp án B là nó khó đối với các đầu dò vũ trụ để mà đến gần. Đáp án C là bởi vì nó quá nhỏ. Và đáp án D là nó có một cái bầu khí quyển mà cản trở observation, cản trở sự quan sát. Tại sao nhỉ? Tại sao mà Mercury là vẫn thu hút được các nhà khoa học nhỉ? Đây đúng không? Đây chúng ta sẽ có ở đây nhỉ? Câu hỏi ở đây là tại sao vẫn đúng không? Tại sao vẫn? Đó chính là bởi vì nó không có bầu khí quyển để cản trở sự quan sát. Nó không có bầu khí quyển. Nó không có bầu khí quyển để cản trở sự quan sát. Ở đây nói là nó có bầu khí quyển để cản trở sự quan sát thì câu này sai đúng không? Nào, bây giờ câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án gì trong câu này nhỉ? Bây giờ là A, B, C nè. Tôi nốt đây nào mọi người ơi. Đó, nào xin mời đáp án nào. Mười bảy qua đây, qua em chọn C à, bởi vì nó quá nhỏ à.
Câu này ở đây muốn nói là gì đây? Tuy nhiên là nó không đủ lớn để mà sử dụng telescope, telescopic observation, nó không đủ lớn để mà có sử dụng cái việc quan sát kính thiên văn chính xác. Và sự thực là nó cũng rất là gần mặt trời. Này, nó rất là gần mặt trời khiến cho nó khó đối với các nhà thiên văn học này. Thế là các nhà thiên văn học ở đây thật ra chính là các nhà khoa học đấy. Đấy, thế nên là khó đối với họ nên là họ vẫn rất là quan tâm nha. Để chúng ta sẽ có ở đây là nó cũng rất là gần đối với mặt trời nha. Thì câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án, đó chính là đáp án A. Đó thì sẽ liên quan trực tiếp đến scientist, đó chính là các nhà khoa học. Thì câu 17 này chúng ta sẽ chọn được đáp án A nha. Rồi ok, thế cô đã hướng dẫn chúng ta xong đề thi thử và 10 của quận Hà Đông rồi nhá. Không biết là có bạn nào thi thử đề này không? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây nhá. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye các bạn nha.